Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Trân trọng kính chào tất cả quý học viên lớp sơ trung đẳng, lớp cao đẳng Phật học. Hôm nay mời các vị chúng ta tiếp tục với nội dung Kinh Tăng Nhất A Hàm, phẩm 4 ý đoạn, bài kinh số 9. Bài kinh này dài, có thể chúng ta sẽ học 2 buổi. Và nội dung kinh này kể lại tình tiết giáo pháp cũng như câu chuyện hết sức là trầm thống, hết sức là có cái sức chấn động sâu ở trong tâm. Hy vọng chúng ta cùng nhau lắng nghe giáo nghĩa do tôn giả Một Kiền Liên, xin lỗi, do tôn giả A Nan kiết tập tại động Tất Bạt La như sau. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ cùng với chúng 500 đại tỳ kheo. Lúc ấy Thế Tôn muốn đến thành La Diệt an cư. Tại sao Đức Thế Tôn muốn đến thành La Diệt an cư? Hạ hồi chúng ta sẽ phân giải. Xá Lợi Phất cũng muốn đến thành La Diệt hạ an cư. Và 1.250 người đệ tử đều muốn đến thành La Diệt an cư. Chúng ta biết trong chuyến an cư này nó có những cái nỗi niềm hết sức là cảm hay là cảm kích. Thành ra chúng ta thấy ban đầu của nội dung kinh đã cho chúng ta những cái âm hưởng sâu xa, nó có một nỗi niềm chia ly và mất mát. Vì sao? Và Tôn giả A Nan lập tức khẳng định rằng đó là bởi vì sau cái mùa an cư này thì Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên hạ an cư xong đều đi vào trong Niết Bàn. Sau khi thưa vị, sau khi Thế Tôn dẫn các tỳ kheo Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên đến Ca Lăng Đà ở trong vườn trúc thành La Diệt hạ an cư xong, thì lúc bây giờ Thế Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Phất như thế này: nay 1.250 người đệ tử vì các ông mà hạ an cư. Chúng ta biết hạ an cư là một truyền thống an cư của chư tăng vào mùa hạ. Theo cái truyền thống tại Ấn Độ, mùa đó là mùa mưa, việc đi lại hành đạo khó khăn và tăng chúng có đời sống vất vả. Cho nên Thế Tôn đã thiết lập cái phép an cư kiết hạ để cho các ngài thúc liễm thân tâm và tứ chúng có cơ hội cung kính cúng dường. Truyền thống này cũng được giữ gìn cho đến ngày hôm nay. Nhưng theo tỳ kheo, Đức Thế Tôn nói rằng á, là nhưng tỳ kheo Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên sắp diệt độ. Thế nào Xá Lợi Phất, thầy có thể vì các tỳ kheo nói diệu pháp không? Ta này đau lưng muốn nghỉ một chút. Những lời này cho chúng ta rất nhiều thông tin. Thế Tôn lúc đó chúng ta biết ngài đã 80 tuổi, suốt ngày đi lại ngồi nhiều hơn nằm, thân bốn đại gân cơ nó tới lúc suy kiệt, thành ra những triệu chứng cảm thọ đau xảy ra đó là chuyện bình thường. Nhưng đâu có Phật khác với chúng ta ở chỗ là những cảm thọ chống trái của bốn đại, chúng ta thường sinh phiền não bởi vì chúng ta có tham vọng an lạc. Còn Thế Tôn thì thường trong an lạc, cho nên những cảm thọ đâu này diễn ra ngài bằng trí soi sáng, thành ra thấy biết nó nhưng nó không gây ảnh hưởng lên tâm của ngài. Chúng ta để ý điều này để thọ trì. Chúng tôi cố gắng gửi lại, nhắc lại để chúng ta cùng nhau thọ trì. Khi chúng ta đau đớn, chúng ta biết thân có bệnh nhưng tâm thì không bệnh. Nếu chúng ta sống với cái cảm thọ bệnh, nó sẽ làm cho mình đau đớn, khó chịu, phiền não. Nếu như chúng ta sống ở trong cái gì, ở trong sự quán chiếu các hành vô thường là pháp sinh diệt, tâm rời khối cái cảm thọ đau đớn này, an trú ở trong chánh định thì chúng ta thấy bình thường. Những điều này chúng tôi nói bằng sự trải nghiệm của mình chứ không phải trên lý thuyết. Có nhiều khi đau dữ dội lắm,
chỉ cần cửa một chút xíu thôi đầu tư tận thấu xương, nhưng mà chỉ cần an trú một chút thì cơn đau lập tức tan biến. Lửa cháy trên đầu, an trú trong định mà không thấy sức nóng của lửa, nghĩ tới lửa nóng lập tức nó nóng cháy tới não. Tất cả những cảm thọ này chúng tôi trải qua bằng đời sống của mình. Thành ra thưa quý vị, làm sao để chúng ta chế ngự phiền não? Đây là người khéo tu. Còn tu tập mà phiền não thường sinh, chúng ta biết chúng ta còn vụng tu đó. Thì vậy thì ở đây Thế Tôn cũng như vậy thưa quý vị. Ngài nói rằng Ngài đeo lưng muốn nghỉ một chút, và nói sai tôn giả sai lợi phất, hãy vì đại chúng mà thuyết cái diệu nghĩa, bởi vì chẳng bao lâu nữa ông đã đi vào trong niết bàn rồi. Những lời Thế Tôn nói như vậy chẳng có ai hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà vấn đề là tôn giả Xá Lợi Phất thưa với Phật rằng kính vâng Thế Tôn. Thì bây giờ Thế Tôn tự mình gấp y tăng già lê, không để cho tôn giả A Nan phụ nữa, mà tự mình gấp lại chiếc y tăng già lê, tức là chiếc y to lớn, gấp rồi trải ra. Và Ngài nằm nghiêng hông bên phải, hai bàn chân chồng lên nhau để tâm nơi ánh sáng. Tức là mặc dù đau đớn y như là một người lớn tuổi, lưng đau, gân cơ yếu đuối, Thế Tôn nằm nghiêng bên phải, hai bàn chân để chồng lên nhau. Tức là hai bàn chân để chồng lên nhau thế này ha, chứ không có triếu triếu, không triếu chân, để chồng lên nhau thẳng thốn. Và trong cái dáng kiết tường đó, tâm của Ngài đỡ vào trong ánh sáng. Đây là một kinh nghiệm khi ngủ và khi đau. Chúng ta nên giữ trạng thái này cho thật lâu. Tới khi chúng ta ngủ quên cũng tốt, bởi vì biết đâu khi ngủ đi chúng ta có thể chết trong giấc ngủ. Nhưng cái niệm cuối cùng chúng ta ở trong ánh sáng, đó là niệm trí tuệ, chắc chắn chúng ta sinh ở các cõi trời. Nếu như không có giảng sanh, không đủ công đức mà chứng đắc niết bàn thì chúng ta còn ở cõi trời. Nếu tái sanh làm người cũng là người thông thái. Vậy thì khi ngủ đỡ tâm mình trong ánh sáng, đó là điều rất cần thiết. Nếu như khi bệnh thì ráng nghĩ thêm một số cái việc tốt nào đó mà chúng ta làm trong cuộc đời, không phải nghĩ để chúng ta chấp trước, nhưng mà chúng ta để an ủi bản thân mình, ít nhất mình cũng làm được một chút xíu nào đó tốt lành cho cuộc đời. Còn hơn là nghĩ đông nghĩ tây toàn là vọng tưởng điên đảo thì nó có lợi ích gì đâu trong trạng thái đó. Thế Tôn lúc bây giờ tự mình gấp y tăng dạy lên, nằm nghiêng hông bên phải, hai bàn chân đỡ chồng lên nhau đỡ tâm nơi ánh sáng. Khi ấy tôn giả Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo như thế này: lúc tôi mới thọ giới trải qua nửa tháng, chứng đắc bốn biện tài, tự thân tác chứng đầy đủ nghĩa lý. Chúng ta thấy chỗ này rất là hay, rất là hay. Chúng ta liên tưởng lại câu chuyện khi Xá Lợi Phất 16 tuổi, nghe người bạn của mình, đó là tôn giả, xin lỗi là Ngài Xá Lợi Phất, cùng rủ Ngài Mục Kiền Liên, hai vị đến xuất gia theo Phật. Và chúng ta còn nhớ người cậu tên là Câu Hy La, trải qua 16 năm du phương Nam Ấn Độ, đã học hết tất cả những luận lý đương thời, trở thành một vị đại luận sư. Sự tinh tấn học tập của ông tới mức quên các móng tay dài ra và cuộn lại, và người ta đặt cho một tôn hiệu, một mỹ hiệu Trường Trảo Phạm Chí, tức là ông Phạm Chí có móng tay dài. Vốn là một luận sư nổi tiếng, vậy mà cần bẵng học thêm 16 năm nữa, để rồi khi về thì biết cháu của mình đã xuất gia theo Phật. Ông nghĩ rằng nếu như cái tranh luận thắng cháu mình thì cậu thắng cháu cũng là lẽ thường tình, chẳng có gì là hãnh diện. Nhưng nếu như thắng được thầy của nó mới là oai. Thành ra ông tìm đến để hỏi Phật. Ông nói: này Sa Môn Cụ Đàm, người không chấp ngã chấp pháp, ý ông thế nào? Thế Tôn nói rằng:
Này Phạm Chí Trường Tráo, người không kiến chấp chấp ngã chấp pháp, ý ông nghĩ sao? Trường Tráo Phạm Chí nói rằng và thì cái người không có kiến chấp, cái kiến chấp chấp ngã chấp pháp thì ý ông thế nào? Thế Tôn nói nếu như ông không có kiến chấp chấp ngã chấp pháp thì hà cớ gì ông đến đây để cật vấn Như Lai? Một câu hỏi của Đức Thế Tôn đã khiến cho luận lý 16 năm học đạo của Trường Tráo và của Trường Tráo Phạm Chí Câu Huy La bị sụp đổ. Ông ta ôm đầu bỏ chạy. Nhưng lát sau ông ta quay trở lại với một thanh dao trên tay, một thanh gươm trên tay và nói rằng này Sa Môn Cù Đàm, ta đã hứa với ngươi rằng á, nếu ta thua ông thì ta đem cái đầu dao cho ông. Ông tùy đó mà kết bỏ. Nhưng Thế Tôn nói trong giáo pháp của ta không có đạo sát sinh. Ngươi đã thua rồi tự biết mình như thế nào. Trường Tráo Phạm Chí phát nguyện quy y Phật Pháp Tăng và sau này trở thành một vị đại luân sư nổi tiếng trong Phật giáo. Trong cái cuộc hỏi luận, tranh luận của Trường Tráo Phạm Chí với Đức Thế Tôn, thì lúc đó Xá Lợi Phất đứng bên cạnh, thông hiểu hết tất cả bốn vô ngại biện tài và tự đắc quả A-la-hán vô sanh pháp nhẫn. Rõ ràng Ngài Xá Lợi Phất không có được Đức Phật dạy câu nào. Đó mới chính là một bậc đại trí siêu việt. Người có trí nhìn thấy mà tự hiểu. Chúng ta thường hay mơ lầm, nhìn thấy mà chưa hiểu. Nghe giảng ấy, thì mù mờ, còn không giảng nữa thì thôi, tối đen luôn. Chúng ta thấy Tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng là tôi mới thọ giới, tức là khi gặp Phật, Phật nói thiện lai thì kheo, tức là đã đầy đủ cụ tốt giới và trải qua nửa tháng chứng đắc bốn biện tài. Bốn biện tài đó là gì? Đây là nghĩa biện tài, là pháp biện tài, là từ biện tài và biện tài vô ngại giải. Chúng ta lát được phân tích câu này sau. Và thế Ngài nói rằng tự thân ngại đã tác chứng đầy đủ ý nghĩa của nó. Hay chúng ta nói một cách khác, đó là gì? Đó là do từng cái trường hợp mà tác chứng từng cái nghĩa lý một. Đó là một trong những nghĩa vô ngại biện tài. Cho nên Ngài nói rằng nay tôi sẽ phân biệt rõ ý nghĩa cho các thầy biết, phân biệt rõ ràng, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất nói rằng, các tỳ kheo mới nói rằng thưa văn Tôn giả Xá Lợi Phất, và Ngài Xá Lợi Phất mới nói thế này: những gì là bốn biện tài tôi đã chứng được, đó là nghĩa biện tài. Nghĩa biện tài là gì? Tức là tùy theo từng trường hợp cá biệt mà chúng ta thông hiểu cái nghĩa sâu thẳm bên trong đó. Ngài không có hiểu cái nghĩa này và đánh đồng cái khác vào nghĩa này. Chúng ta thường hay lấy kinh nghiệm từ trong học đường mà ứng xử vào trong cuộc đời. Nhưng có khi chúng ta lại không có biết rằng ở trong cuộc đời nó không phải như vậy. Người xưa có nói rằng là kiến thức chỉ là màu xám mà cây đời mãi xanh tươi. Kiến thức là những cái gì đã chết. Chỉ có cuộc sống này luôn sinh động, luôn tươi đẹp. Chúng ta không có nên vận dụng một cái đã chết vào ở trong cái gì? Ở trong cái thực thể đang sống. Nếu có vận dụng thì cũng phải hết sức là trí tuệ khéo léo và nhận thức chính xác. Không được rập khuôn kiến thức. Chúng ta đi học là cả một quá trình tích lũy kiến thức. Và kiến thức chúng ta tích lũy được nó có đẹp tới mức như là một cái lâu đài đầy đủ bảy báu, nó trong sáng như là lưu ly. Nhưng nó vẫn bị giới hạn ở trong cái khối lưu ly đó. Chỉ khi nào chúng ta đi ra khỏi khối lưu ly đó thì chúng ta mới thực sự là thanh thản giữa bầu trời. Nhưng tâm chúng ta khó lắm. Có những điều lúc nhỏ chúng tôi đi học, muốn đi học, có một vài thầy nói là người không biết học, không biết làm thì họ đi học. Còn ông biết làm rồi tại sao ông còn đi học? Có một vài câu nói chúng tôi nghe giật mình. Và sự thật có thể nói rằng một số việc tự mình đã biết rõ, nhưng mà vì chưa có bằng cấp thực chứng cho nên người đời không có thừa nhận cái kiến thức của mình. Đây là một điều khó khăn ở trong hành pháp hiện nay.
Nhưng có một số vị thì đầu tư vào việc học tới mức quên công phu, thành ra nội tâm cũng trở nên là vọng tưởng rách nát. Cho nên cũng chẳng có những cái giá trị sáng ngời nào đem tặng cho cuộc đời. Đây là những thực tế bi đát của Phật giáo. Làm sao vừa học vừa tu, vừa học vừa chứng, vừa tác chứng, vừa học vừa thành tựu. Đây là một câu hỏi, đây là một thách đố cho tất cả những nhà làm công tác giáo dục. Thế thì thưa quý vị, ở đây á, chúng ta thấy Ngài nói được đó là nghĩa biển tài, tức là tùy vào trường hợp Ngài đều có cái nghĩa lý, Ngài đều thấy rõ. Thứ hai là gì? Đó là tên là Ngài nói là gì? Nghĩa biển tài mà tôi do đây mà chứng được, và pháp biển tài tôi do đây mà chứng được. Pháp biện tài là gì? Là tất cả những giáo pháp mà có thể giúp chúng ta giác ngộ tùy theo từng trường hợp một. Thứ ba là ứng biện, gọi là ứng biện biện tài, tức là tùy theo trường hợp mà Ngài sử dụng một cách khéo léo trí tuệ của Ngài, Ngài ứng biến một cách rất là đầy đủ rõ ràng. Không có máy móc, không cực đoan, không báo thủ. Và cuối cùng là gì? Đó là tự biện tài. Cái chữ tự này là gì? Tức là cái khả năng biện tài vô ngại giải, tự thân ngài đầy đủ như vậy. Ở trong đoạn kinh này nêu rõ ý nghĩa chuẩn xác của bốn vô ngại biện tài, mà chúng ta thấy chúng ta thường quen với chữ là từ vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện và gì pháp vô ngại biện và nhạo thuyết vô ngại biện. Chữ nhạo thuyết là gì? Là tự biện tài đó, tức là biện tài một cách tự tại khoan hỷ chứ không có gì trở ngại hết. Ngài nói rằng ngày nay tôi sẽ phân biệt rộng cái nghĩa này cho chúng. Nếu chúng bốn bộ có ai hồ nghi, bây giờ có thể hỏi tôi nghĩa của chúng. Nghĩa của tất cả bốn vô ngại là những gì mà tôi đã chứng đắc khi khi vừa đắc giới 15 ngày. Và chúng ta biết một cái bối cảnh này hết sức là trang nghiêm. Một bối cảnh mà ở trong đại chúng sẽ chuẩn bị tiễn biệt một vị đại trí, một cái đại thủ ở trong Phật Pháp. Ngài hỏi tiếp như thế này: nếu các hiền giả đối với bốn thiền mà có ai hồ nghi, hoặc hiền giả đối với bốn vô lượng tâm mà có ai hồ nghi, có thể hỏi tôi sẽ nói. Ngài khẳng định rằng đối với bốn thiền Ngài đã tác chứng bằng nội tâm chứ không phải là trên bề mặt lý luận. Cũng như là gì? Bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả, bản thân Ngài đã được thành tựu và thấu hiểu được nó, chứ không phải rằng là chỉ có luận bàn trên ngôn ngữ mà thôi. Ngài nói rằng nếu các hiền giả đối với bốn chánh đoạn, tức là cái pháp tu bốn chánh đoạn ở trong 37 phẩm trợ đạo, có ai hồ nghi thì có thể hỏi tôi về nghĩa này, tôi sẽ nói. Hoặc đối với bốn thần túc, bốn niệm xứ, bốn đế mà có ai hồ nghi nên hỏi về về nghĩa, tôi sẽ nói rõ. Nên nếu không ai hỏi, sao có hối cũng cũng vô ích. Ngài nói rõ là cái việc xảy ra và bậc đại trí họ biết rằng á, ở trong một tương lai gần họ làm gì và họ như thế nào. Nay cũng nên hỏi tôi về những nghĩa sâu xa, cũng như là tất cả những sở hành của Thế Tôn vô trước đến chánh giác, tôi sẽ nói cho. Ngang chỗ đây là chúng ta thấy tuyệt vời không? Tôn giả Xá Lợi Phất có thể tuyên bố một điều rằng tất cả sở hành của Thế Tôn, tức là tất cả những cái gì mà Thế Tôn làm, tất cả những gì là vô sở trước, tức là một bậc vô sở trước, một bậc bậc đánh chánh giác, đó là ý nói là tất cả những cái gì mà Thế Tôn đã làm, suy nghĩ và cái nghĩa sâu xa của nó tôi sẽ giải thích được hết. Chúng ta thấy ở tại núi Linh Thứ, khi Đức Phật ngồi trên đỉnh bên bên triền núi, những ai muốn học đạo vấn đạo với Ngài thì trước tiên là gặp Tôn giả Xá Lợi Phất trước. Tôn giả Xá Lợi Phất có thể nắm được tất cả sở hành của Phật. Thành ra khi mà gặp Tôn giả, họ giải quyết Tôn giả giải quyết xong, nếu như họ không có thỏa đáng, chưa hài lòng, muốn tiếp tục gặp Phật, thì lúc bây giờ Tôn giả mới mới đưa cái thông tin này cho Tôn giả A Nan biết. Và Tôn giả A Nan lên trình với Phật. Và Phật hứa khả thì lúc bây giờ Tôn giả A Nan mới quay trở lại dắt cái vị này lên gặp Phật.
Hồi đó Đức Thế Tôn đã tổ chức một cái cách tiếp đón rất là rõ ràng như vậy. Không phải việc gì cũng đổ dồn tới Đức Thế Tôn hết. Đây là những cái việc làm rất là hay mà ngày hôm nay chùa chiền chúng ta cũng nên để ý điều này. Có một số vị thầy rất là tội, công việc trụ trì rất là đa dạng và phức tạp vô cùng. Nhưng mà việc lớn việc bé cũng đổ dồn tới vị thầy trụ trì. Thành ra có đôi khi có một số vị không có chịu nổi với cái khối lượng công việc. Thành ra rốt cuộc á, lâu ngày tâm tư nó mệt mỏi, rồi cái sức định lực ở trong tâm nó không có còn mạnh mẽ nữa, nó bị mất dần đi, và do vậy mà nó ảnh hưởng tới đạo tràng. Đây là những điều mà chúng ta là người Phật tử cũng phải cẩn thận. Cái việc đáng hối thầy thì nên hối, còn cái việc gì không đáng thì có thể hối một người khác, hay chia sẻ với bạn đồng tu, người ta cũng có thể chia sẻ với mình được, giúp mình được. Hoặc là có một số điều nào đó mà được tra cứu trong từ điển thì chúng ta cũng có thể hiểu được. Tự mình làm bớt thì nó sẽ nhẹ bớt công việc xuống. Và ngài nói rằng á, là tôi có thể nói nếu không hối thì sau sẽ đừng có hối hận đó, đừng hối tiếc. Bây giờ tôn giả Mục Kiền Liên chuyển sang một ngữ cảnh khác, đó là tôn giả Mục Kiền Liên khoác y cầm bát vào thành La Diệt khất thực. Thì thưa quý vị, các vị phạm chí chấp trưởng, tức là các vị phạm chí tức là gì? Tức là hồi đó nó có một cái nhóm ngoại đạo, mà ngoại đạo này á, là nó có một cái truyền thống là họ đôi tóc dài, họ bệnh tóc và họ cầm gậy trên tay, cho nên nó gọi là chấp trưởng, trưởng tức là cái gậy. Có một số ngoại đạo á, họ bệnh tóc, đôi tóc dài, bệnh lại và cầm gậy trên tay và họ đón đường ngài Mục Kiền Liên và họ tìm cách sát hại ngài. Thì ở trong kinh này không có được nêu rõ hơn, nhưng mà để cho sáng tỏ điều này thầy xin nhắc lại một chút. Đó là họ bị có một nhóm tên là gì hả? Ni Kiền Tử. Một nhóm Ni Kiền Tử. Hồi đó ngài Mục Kiền Liên á thì cứ đi lên các cõi trời dùng thần thông đi chỗ này chỗ kia. Ở ngài vừa có sao thì ngài nói vậy. Ngài nói đa số là những tín đồ nào đi theo các cái ngoại đạo thì thường thường chết thì cùng lém đầu thai làm người, hay là sinh tứ thiên vương là dối, là thường ấy là bị đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Còn những ai mà đi theo giáo pháp của Như Lai ấy, thì đa phần là đều sinh thiên hết, đều giải thoát hết. Và lời của ngài lúc đó rất có uy tín, cho nên dân chúng đi theo đạo Phật và làm cho họ bị mất tín đồ. Rồi giáo chủ của Ni Kiền Tử hôm đó ông qua đời, thành ra những vị sâu không đủ oai đức để nhiếp chúng. Do vậy cho nên giáo pháp càng ngày càng khủng hoảng và tín đồ mất đi rất đông. Do vậy cho nên ở trong cái đội ngũ cơ mưu của giáo phái Ni Kiền Tử này, họ rất căm hận tôn giả Mục Kiền Liên. Và do vậy mà họ đã bỏ tiền ra rất nhiều để thuê mướn những người đi theo cái tôn giáo là phạm chí chấp trưởng này đó, là những cái người, cái nhóm ngoại đạo mà cầm gậy á. Thì lúc bây giờ họ mới tìm tôn giả Mục Kiền Liên họ giết. Và Đức Mục Kiền Liên biết cái tâm họ giết, cho nên ngài mới ẩn thân ở trong một cái hang núi. Và khi họ vào họ tìm họ lùng sục, nhưng mà họ tìm không được, bởi vì ngài dùng cái thuật tàng hình, cái thần thông tàng hình, cho nên ngài ngồi đó nhưng mà ngồi đạo không ai thấy ngài hết. Nhưng mà họ cứ vẫn duy trì cái tâm sát hại đó trong vòng 3 ngày. Tới ngày thứ 3 thì ngài Mục Kiền Liên thấy bụng mình đói và cũng cần phải đi khất thực, thành ra ngài mới thu cái phép tàng hình lại để ngài dùng tha tâm thông quán chiếu xem là ngồi đạo kia nó có còn muốn sát hại mình nữa hay không. Thì do vậy thành ra cái khả năng tàng hình của ngài nó không còn có cái hiệu lực nữa. Do vậy cho nên đó là mấy ông mà chấp trưởng này á, mấy vị này họ mới thấy ngài ngồi đó và họ lấy đất đá họ ném, và họ lấy cây gậy họ đánh tới bụi và họ ném đá cho đến khi ngài gọi là cái thân của ngài tới mà không có chỗ nào không bị thương, và họ biết chắc rằng là ngài không thể sống được thì họ mới kêu đi. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ
Câu chuyện này á thì ghi nó vén tắt hơn, bỏ qua cái đoạn đó. Thành ra trong kinh này nói rằng á là đến giờ khoác y cầm bát vào thành La Diệt Khất Thực, các phạm chí chấp trượng từ xa trông thấy một kiện liên đến, bảo nhau rằng đây là một trong những đệ tử của Sa Môn Cụ Đàm, không ai hơn người này, chúng ta cùng nhau bao vây đánh chết đi. Các phạm chí kia liền bao vây và dùng dùng gạch đá đánh chết rồi bỏ đi. Thịt xương thân thể không nơi nào không nát hết, đau đớn khổ não không thể kể được. Khi ấy một kiện liên nghĩ thầm, chúng ta biết rằng trong một cái thân nằm im đó không có chỗ nào mà không nát nhừ ra, nhưng tâm thức không có nghĩa rằng là nó rời khỏi hắn. Cho nên ở trong tâm thức của ngài, ngài nghĩ rằng là các phạm chí này vây ta, đánh xương thịt nát nhừ rồi bỏ ta mà đi. Chúng ta thấy ở trong cái tâm tư rất là sáng, trong cái trí rất là sáng, không có sống theo cái xúc cái thọ, cho nên không có đau, không có cảm giác là phiền hận ai hết, mà ngài nói rất rõ, nghĩ rất rõ và nhận thức rất rõ những gì đang diễn ra và đã diễn ra. Ngài nói rằng á là nay thân thở ta không nơi nào mà không bị đánh, vô cùng đau nhức, lại không còn khí lực, làm sao có thể trở về Trúc Lâm tu viện được. Nay ta có thể dùng thần túc để trở về Tinh Xá, tức là ngài không thể đi bộ được nữa. Và lúc bây giờ ngài dùng thần lực của ngài gom cái thân mà nát nhừ của ngài lại, rồi bắt đầu á là ngài dùng thần thông bay về. Thì thưa quý vị, lúc đó tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông bay về tại Tinh Xá, đến chỗ của Xá Lợi Phất và ngồi một bên. Tôn giả Mục Kiền Liên nói với tôn giả Xá Lợi Phất như thế này: các phạm chí chấp trượng này vây tôi đánh xương thịt nát nhừ hết, thân thể đau nhức không thể chịu được, nay tôi muốn vào niết bàn, cho nên đến đây để từ giả thầy. Xá Lợi Phất lại nói: trong đệ tử của Thế Tôn, thầy thần túc đỡ nhất có đại oai lực, sao không dùng thần túc mà tránh. Chúng ta thấy là các vị thánh giả họ nói chuyện thấy vui bao không. Tới mình thì mình giận thầy có sao không, đánh cái đâu không, tại sao nó đánh thầy, đủ thứ như vậy. Tức là chúng ta sẽ hỏi đủ chuyện hết. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên thì rất là tự tại, như vậy mà dùng thần túc đến, rồi đến để từ biệt đàng hoàng, chứ không có vội thì chết, chứ từ từ chứ không có gì phải nôn nóng. Chúng ta thấy đó là những vị giác ngộ, họ rất tự tại. Chúng ta làm sao để đạt được cái khả năng này hả? Đây là những gì mà chúng ta phải nỗ lực rất nhiều và cố gắng rất nhiều. Thì thưa quý vị, lúc đó ngài Mục Kiền Liên mới đáp như thế này: hành vi mà tôi đã làm trước kia thật là sâu nặng, khi đòi hỏi phải thọ báo thì quyết không thể tránh. Không phải ẩn trong hư không mà có thể tránh được báo ứng này. Hôm nay thân thể của tôi đau nhất nên đến từ giả thầy để nhập niết bàn. Câu trả lời của tôn giả Mục Kiền Liên nó ẩn tàng bên trong những cái nghĩa lý thầm thâm vi diệu. Đó là gì? Đó là trong một cái tiền kiếp xa xôi, tôn giả vì sao bị quá thương vợ và nghe lời vợ, và lúc đó có một cái tập quán, đó là khi đi xa trong vòng 8 tháng mà không thể trở về nhà được thì phải đem cha mẹ của mình bỏ vào ở trong rừng sâu. Vì sao? Bởi vì nếu như bỏ vào và cho lên một cái tàn cây rồi cùng nhau rung cái cây đó, mà nếu cha mẹ không có rơi xuống thì bồng về nuôi tiếp. Còn nếu như mà rơi xuống chết thì hãy làm tang ba. Bởi vì họ nghĩ rằng là còn sức khỏe cho nên có thể bám được, thành sức lực này có thể sống được 8 tháng. Còn nếu như mà không sống được thì phải chôn cất đàng hoàng. Nếu như đứa cha mẹ chết mà không có người chôn cất, đó là đại bất hiếu. Do họ nhầm lẫn, đây gọi là tà kiến điên đảo, họ nhầm lẫn cái quan niệm về hiếu. Thành ra người vợ cứ một mực khăng khăng là phải thủ hiếu theo cách đó, mà
mặc dù làm quân nhưng cũng một phần là vì đạo lý tà kiến lúc đó, và một phần nữa là vợ của mình như vậy. Bởi vì đi rồi bỏ nhà vợ mình làm sao? Thành ra rốt cuộc là đưa cha mẹ vào ở trong rừng, cuối cùng là cha mẹ chết ở trong rừng. Nhưng thưa quý vị, nhân quả nó không có từ bất cứ một ai. Phàm gây nhân xấu thì chịu quả báo. Cho dù giải thích ở dưới một cái mỹ từ điên đảo nào đi nữa, ở trong bối cảnh văn hóa hữu tục đó có thể nhầm lẫn, có thể chấp nhận được, nhưng mà trên tinh thần nguyên lý thì nó không có bao giờ bị mờ tối đi, phải bị cái báo ứng bên trong. Thành ra ở trong kiếp này, mặc dầu đạt được thánh quả A-la-hán, nhưng tôn giả Mục Kiền Liên cũng không thể không chiêu khỏi, không tránh khỏi cái gì, cái quả báo mà bị người ta sát thân. Thành ra ngài mới nói là gì? Tức là khi đòi hỏi phải thọ báo thì quyết không thể tránh. Chẳng hạn như chúng ta nếu như có cái duyên mà bị cái ôn dịch Covid này nó lấy mạng của mình, thì chúng ta có tránh khỏi không thưa quý vị? Chúng tôi tin chắc rằng chúng ta không thể nào tránh khỏi, bởi vì nghiệp lực thọ báo mình chạy trốn ở nào, cái chư Phật Bồ Tát ra đời cũng không thể cứu vớt được mình nữa. Nhưng mà có cái gì là cứu vớt chúng ta? Đó là phước báo mà chúng ta gây tạo ra hàng ngày. Nếu như chúng ta có ác duyên, nhưng ác duyên đó không được nằm trong môi trường của ác nghiệp, thì chắc chắn nó không thành cái quả điên đảo khổ đau. Có ác duyên nhưng nằm trong cái gì, cái bối cảnh thiện nghiệp, cũng giống như là một người có cái nhân xấu, lẽ ra phải mất mạng, nhưng mà người này đang tồn tại trong cái quả phước lớn, cho nên cái nhân xấu kia không thể nào hình thành quả báo. Cho nên chúng tôi nói rằng là cái phước nó che chở mình, nó cứu vớt mình. Chúng ta muốn giữ gìn cái thân mạng này tồn tại dài lâu hơn một chút, mà chúng ta không tạo thêm phước điền thì lấy gì cơ sở nào mà tồn tại. Thành ra chúng tôi khuyên các vị, cho dù không có đến chùa học đạo, không có tu tập tinh tấn như là lúc bình thường, nhưng mà chúng ta cũng chớ có quên là tu tập và tạo phước hàng ngày ở ngay nơi mà mình đang tồn tại. Nếu không thì chúng ta lấy cái gì để che chở cho đời sống của chúng ta? Chúng ta có trốn đông trốn tây đi nữa, nhưng mà nghiệp nó đến thì chúng ta vẫn phải chịu quả báo, như tôn giả Mục Kiền Liên phải thọ nạn. Đây là những gì rất là bình thường, phải không thưa quý vị? Cho nên ở đây á, tôn giả khẳng định như vậy, và ngài nói rằng không phải ẩn ở trong hư không mà có thể tránh được báo ứng, không có trốn ngoài nào được đâu. Người ta yêu cầu mình á là tránh Covid một cách khôn ngoan, chứ người ta không biết mình là trốn Covid. tránh chẳng phải là trốn, tránh nó khác. Tránh tức là chúng ta giữ gìn một cái độ cách ly, một sự tiếp xúc khôn ngoan, tránh nó, chứ không phải là trốn nó bằng cách là chui vô trong nhà, biến cái nhà mình thành cái hang. Ngài Mục Kiền Liên nói rằng là cái trốn trong hư không đi nữa thì cũng phải chết mà. Bởi vì sao? Bởi vì nghiệp nó đến, báo ứng nó sinh, thì ai mà tránh khỏi được. Nói thế không có nghĩa rằng là chúng ta cấu thả, hoặc là chúng ta đi ngược lại với nguyên lý khoa học. Điều này, khoa học là gì? Là một cái dạng trí tuệ khôn ngoan để đưa mình vào ở trong một cái bối cảnh, đó là cái môi trường an ổn. Thành ra chúng ta bằng trí tuệ sáng suốt giữ gìn nó, nhưng tốt nhất đó là chúng ta vẫn phải và phải đầy đủ cái phước đức để chúng ta che chở với chính đời sống của mình. Ngài Mục Kiền Liên nói rằng hôm nay thân thể tôi đau nhất, cho nên tôi đến đây để mà từ giả tôn giả và tôi nhập Niết Bàn. Nghiệp đến nó khác với người tu và người không tu ở điểm này. Người tu họ tự tại an lành, họ mỉm cười trước cái sự đến đi của nghiệp. Còn người không tu thì do cái tham vọng cuồng ái, thành ra họ chỉ say đắm và họ không muốn từ bỏ, cho nên nó khổ đau phiền não nó cuồn cuộn nổi lên. Đây là những gì rất bình thường mà thôi. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa quý vị lúc đó mới nói rằng: những tỳ kheo ni nào mà bốn thần túc phần nhiều diễn rộng nghĩa của nó, theo ý người đó muốn trụ lại một kiếp hay hơn một kiếp cho đến không diệt độ. Vì sao thầy không trụ mà lại diệt độ? Nghĩa đầu tiên tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng ngài là thần thông đỡ nhất,
Tại sao ngài không dùng thần lực của mình né tránh đã bị ngoại đạo đánh chết như vậy? Tôn giả Mục Kiền Liên đã giải thích được câu số 1 rồi. Nếu như trạng thái chúng ta bị đau và bị cật quá như vậy, chắc chúng ta phiền não phải không? Nhưng mà ta đau không chịu hối han, chịu an ủi gì mà còn nói hối những chuyện vô duyên phiền quá chẳng hạn như vậy, thì chúng ta thấy nó khác liền. Còn ngài Xá Lợi Phất thì không, ngài hỏi thêm thế này, ngài nói rằng á là một tỳ kheo hay tỳ kheo ni, tức là người xuất gia nào mà tu bốn thần túc. Chúng ta biết rồi, bốn thần túc quán tùy định ý sanh thân, tùy định ý, tùy vào cái ý của mình, cái định lực đó mà mình muốn sinh thân vừa đâu, sinh như thế nào và sinh thân gì, tất cả đều tự tại như ý của mình. Và phần nhiều diễn rộng nghĩa của nó, tức là gì, là diễn giải rộng cái nghĩa của nó cho mọi người thấu hiểu, thì với công đức tự mình chứng đắc và giúp cho người ta giác ngộ như vậy, thì chắc chắn rằng người đó là người là gì, là cái mạng sống của người đó theo ý của họ muốn. Họ có thể trụ lại một kiếp hay hơn một kiếp, tức là họ trụ lại với cái tuổi thọ ngang bằng với địa cầu này, hoặc là hơn của địa cầu này cũng được đó. Cho đến không diệt độ luôn. Vì sao như vậy? Vì sao mà thầy lại không trụ thế lâu dài mà thầy lại diệt độ? Thầy đến đây từ giả tôi để đi vào Niết Bàn. Ngài Mục Kiền Liên nói thế này: thật vậy Xá Lợi Phất, Như Lai đã dạy, nếu tỳ kheo tỳ kheo ni nào tu bốn thần túc muốn sống thọ trải qua một kiếp hay hơn một kiếp cũng có thể được. Những điều này thưa quý vị, chúng tôi rất là mong muốn hướng dẫn cho Phật tử tại Bồ Đề Phật Quốc này. Nhất định trong một thời gian sắp tới, xây dựng được một chút cái phương tiện và có cái chỗ ngồi đàng hoàng, thì chúng tôi sẽ sử dụng cái phương pháp nghiêm khắc này để cho những ai tác chứng được có thể thành tựu. Chúng ta có thể duy trì mạng sống theo tâm nguyện của mình. Nếu như là Đức Phật đã dạy như vậy, nhưng mà thưa quý vị, Ngài Xá Lợi Phất lại nói thế này: nhưng hiện tại Thế Tôn không còn bao lâu sẽ nhập Niết Bàn. Trong lúc này Đức Thế Tôn chưa có tuyên bố gì cả, nhưng Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên đã biết điều này và đã nói rằng là trong một thời gian nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Lại nữa, tôi không thọ mạng của các loài chúng sanh ở cõi này rất là ngắn ngủi. Trong khi mọi người ngắn ngủi như vậy, rồi tôi sống tới già sống với ai? Có một vài người lớn tuổi đền báo và nói thế này: đó là thần chết đã quên tôi rồi thần ơi. Tôi năm nay 160 tuổi, cái người bạn của tôi chín mấy tuổi chết hết rồi. Bây giờ tất cả đều là trẻ nít, tất cả đều là người sinh sau đấy muộn, làm sao làm bạn, làm sao chuyện trò, làm sao mà sống đây. Và vị này rơi vào cái hoàn cảnh khổ đau, cho nên cứ than vang rằng thần chết đã quên mình rồi. Cho nên sống thọ vừa vừa, sống lâu quá nó cũng buồn phải không thưa quý vị? Thành ra nói thế không nghĩ rằng là chúng ta, thầy khuyên các vị nên chết hết ha, không không phải như vậy đâu ha. Thì thưa quý vị, ở đây á, ngài Xá Lợi Phất đưa ra những nhân duyên là Đức Thế Tôn á, mặc dù có giải pháp đó tôi thành tựu, tôi cũng thể làm được như vậy, nhưng mà trên thực tế bối cảnh xung quanh thì sao? Bối cảnh xung quanh đó là Thế Tôn không bao lâu nữa sẽ niết bàn, rồi chúng sanh ở quốc độ này thì tuổi thọ rất là ngắn ngủi, và tôi không nỡ, bên cạnh đó tôi không nỡ là thấy, nhìn thấy cảnh Đức Thế Tôn đi vào niết bàn, tôi không chịu nổi. Đây là gì? Đây là sự hiếu thuận, đây là sự cung kính tột độ của những vị đại đệ tử. Bây giờ giờ đây thân thể tôi rất là đau đớn, nên tôi muốn nhập niết bàn cho nó thuận thế. Và thưa quý vị, Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời như thế nào? Các vị đoán xem. Khi Mục Kiền Liên đã trả lời tới tận cùng của giáo pháp và những gì đang diễn ra xung quanh, chúng ta có thể đoán xem thái độ của Tôn giả Xá Lợi Phất phản ứng như thế nào trước câu trả lời này. Liệu ngài có còn câu hỏi nào được cật vấn nữa hay không? Chúng ta thấy hoàn toàn không. Tôn giả Xá Lợi Phất có một câu hỏi, một cái câu trả lời hết sức là bất ngờ. Đó là gì? Thầy hãy chờ tôi một chút, tôi sẽ diệt độ trước thầy.
Chúng ta thấy nó buồn cười không? Chúng ta thấy nó thật là buồn cười, rằng là vui, rằng là tự tại của các ngài. Tự nhiên ngài Xá Lợi Phất hôm đó đi khất thực, trên đó ngài một kiện liên đi khất thực, gặp phải cái cơn thọ nạn như vậy, và mang cái thân nát nhừ đi về để đau đớn rồi mà bây giờ là đến đã tiễn biệt, đã từ biệt như đi Niết Bàn, bị hối tới hối lui, hối xong rồi thì là không cho Niết Bàn nữa. Nó được rồi, giờ thì thầy có muốn Niết Bàn thì cũng được, nhưng mà thầy chờ tôi Niết Bàn trước. Như chúng ta thấy là ngày một kiền liên là bị ép người quá đáng, phải không? Và chúng ta thấy rất hạnh phúc khi chúng ta ở trong giáo pháp của Phật, chúng ta học được những cái giáo pháp tự tại trong sanh tử như vậy, thì còn hạnh phúc nào hơn nữa. Những câu kinh này, thưa quý vị, cho chúng ta rất nhiều những nỗi niềm, những sự hoài cảm sâu xa ở trong tâm, mà ngay từ đầu thầy đã thưa với đại chúng có những cảm giác như vậy khi học bài kinh này. Ngài Mục Kiền Liên lúc đó tự biết cái việc gì xảy ra, và đó cũng là điều thuận thế, bởi vì những vị đại đệ tử đứng đầu là Xá Lợi Phất, thứ hai là tôn giả Mục Kiền Liên. Và chúng ta sẽ biết rằng tất cả những vị đại đệ tử của Phật đều Niết Bàn trước khi Đức Thế Tôn Niết Bàn. Do vậy cho nên hôm nay Mục Kiền Liên Niết Bàn thì tôn giả Xá Lợi Phất phải phải là người Niết Bàn trước. Thành ra bậc đại trí thấu hiểu mình nên làm những gì và cần làm gì, thành ra ngài nói như thế khi ngài đợi một chút. Và ngài Mục Kiền Liên thấy đầy đủ pháp, chánh pháp đang hiện ra, cho nên ngài chỉ im lặng mà thôi. Lúc đó Xá Lợi Phất đi đến chỗ Đức Thế Tôn đánh lễ sát đất rồi ngồi sang một bên. Và thưa vị, tôn giả Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn như thế này: nay con muốn diệt độ, cúi xin Thế Tôn cho phép. Chúng ta thấy những bậc đại trí đến đi một cách tự tại, từ một cái người đại luận sư 16 tuổi mang thân phàm phu, làm sao có thể tự tại được ở trong sanh tử. Nhưng một khi đi vào trong giáo pháp giác ngộ thì chúng ta thấy diệu dụng bất khả tư nghì của giáo pháp này. Thành ra một tôn giả sẽ là phát hiện thân. Sự hiện thân trí tuệ của ngài, sự hiện thân thần lực của hai ngài không dừng lại ở đó, mà nơi đó cũng đâm chồi nảy lộc trong một trường đại học Nalanda kéo dài tới cả ngàn năm sau. Thưa quý vị, chúng ta thấy ảnh hưởng của hai ngài khủng khiếp lắm. Lúc đó Thế Tôn im lặng không đáp. Tôn giả Xá Lợi Phất lại ba lần bạch Thế Tôn như vậy: nay là lúc thích hợp, con muốn nhập bát Niết Bàn, bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Thế Tôn đã nhận thấy rằng Tôn giả Xá Lợi Phất ba lần bạch hỏi, ba lần thưa thỉnh và pháp đã được thành tựu, cho nên Thế Tôn nói như thế này: tại sao nay thầy không trụ thêm một kiếp hay hơn một kiếp nữa, trong khi chúng sanh còn lầm than? Tại sao ngài không trụ thêm một kiếp hay hơn một kiếp nữa để dẫn dắt chúng sanh? Xá Lợi Phất bạch với Phật rằng: tự thân con nghe, tự thân vâng lãnh lời của Thế Tôn. Tức là đích tai con nghe rõ ràng chứ không phải nghe lại từ người khác. Và con đã vâng lãnh lời dạy của Thế Tôn rằng thọ mạng các loài chúng sanh rất ngắn ngủi, thọ bất nhất là quá trăm năm. Tức là thọ mạng của chúng sanh ở trên quả địa cầu này cùng lắm là quá 100 năm mà thôi, rất là ngắn ngủi. Vì thọ mạng chúng sanh ngắn ngủi nên thọ mạng của Như Lai cũng ngắn ngủi. Chúng sanh Đức Như Lai ra đời là vì vì ứng hiện thị hiện để cứu độ chúng sanh. Chúng sanh thế nào là Phật như vậy. Phật pháp bất ly thời gian pháp, đạo Phật không ngoài thời gian mà có. Đức Phật từ chúng sanh mà ra đời. Nếu tuổi thọ của Như Lai sẽ một kiếp, tuổi thọ của con cũng sẽ một kiếp. Đó là lời tuyên bố của một bậc giác ngộ. Chúng ta thấy bài pháp này hết sức là kỳ diệu, phải không thưa quý vị? Và lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới bảo thế này: Xá Lợi Phất, vì mạng chúng sanh ngắn nên thọ mạng của Như Lai cũng ngắn, nhưng điều này cũng phải cũng không thể nghĩ bàn, cũng không thể nghĩ bàn được. Vì sao? Sở dĩ như vậy là vì A Tăng kỳ kiếp lâu xa vừa trước có Phật, có một Đức Phật tên là Thiện Niệm Thệ Nguyện Như Lai, có đầy đủ 10 hiệu
là bậc chánh chân Như Lai xuất hiện ở đời. Tuổi thọ của người lúc bấy giờ tới 8 vạn năm, không ai chết yếu nửa chừng. Trong kiếp đó là một kiếp đầy đủ phước báo, không ai chết non chết yếu, đều là thọ mạng 8 vạn năm. Đức Như Lai thiện niệm thiện thể, xin lỗi là Đức Như Lai thiện niệm thở nguyện, ngài đã lúc thành Phật thì liền hôm đó hóa độ vô lượng Phật. Xin lỗi là liền hôm đó hóa làm vô lượng Phật, tức là khi vừa thành Phật thì ngài dùng thần lực hóa ra vô lượng thân Phật. Rồi có người trụ vào địa vị bất thối chuyển, lại an lập vô lượng chúng sanh, bốn thánh, bốn chủng tánh, tức là vô lượng chư Phật, và thiết lập đạo tràng độ vô số chúng sanh ở trong một ngày, và an lập vô số chúng sanh vào ở trong cõi chư thiên cho đến cõi diễm thiên, đấu xuất thiên, hóa lạc tự tại thiên, tha hóa tự tại thiên, gọi là phạm ca thiên, dục thiên, sắc thiên, vô sắc thiên, và cũng ngày hôm đó ngài vào ở trong vô dư bát niết bàn. Tức là gì? Tức là Đức Phật này á là ngắn ngủ nhất, mặc dầu cái kiếp chúng sanh đó, Đức Phật đó đã tồn tại tới 8 vạn kiếp, nhưng mà khi vừa thành Phật thì ngài lập tức hóa hiện ra vô lượng thân Phật, và trong vô lượng thân Phật hóa độ vô lượng chúng sanh ở trong quốc độ đó, và vô lượng chúng sanh trong quốc độ đó đưa cái sự giáo hóa như vậy, cho nên lập tức cũng bỏ mạng và họ đều sinh lên các cõi trời. Và cõi thấp nhất là tứ thiên vương, và cứ thế sinh các cõi trời cao hơn. Thế Tôn lại nói rằng là nhưng Xá Lợi Phất, nhưng nay Xá Lợi Phất lại nói rằng là túi chúng sanh quá ngắn ngủi nên mạng Như Lai cũng ngắn. Nghĩ như vậy là một điều sai, tại vì mạng của Như Lai không có ngắn cũng không dài, đây gọi là bất khả tư nghị, tùy cơ mà ứng hiện. Thành ra ai nói rằng Như Lai tuổi thọ 80 tuổi cũng không đúng, mà nói Như Lai bất diệt cũng không đúng. Tại vì sao? Bị dạng pháp do duyên khởi, và từ đó mà các pháp ứng hiện một cách tùy thời. Chúng ta hãy hiểu như vậy nó mới đúng nghĩa tuổi thọ của Như Lai. Thế nào Xá Lợi Phất? Thầy nói rằng là Như Lai trụ một kiếp hay hơn một kiếp, con cũng trụ một kiếp hay hơn một kiếp, nhưng chúng sanh lại không biết thọ mạng của Như Lai ngắn hay dài. Xá Lợi Phất nên biết Như Lai có bốn sự không thể nghĩ bàn, chính phải là điều mà tiểu thừa có thể biết được. Lúc này nó đã có những cái chữ tiểu thừa ở trong bản kinh Nguyên Thủy, tức là những người có cái tâm nhỏ hẹp, những cái tâm ngắn ngủi, những cái tâm hạn hẹp không thể nào thấu hiểu được. Đó là gì? Đó là thế giới không thể nghĩ bàn, chúng sanh không thể nghĩ bàn, lâm cung không thể nghĩ bàn, và cảnh giới Phật thì không thể nghĩ bàn. Thế giới này nó màu nhiệm bao la vô cùng tận, đi tìm hiểu cái nguyên lý hình thành vũ trụ và nó như thế nào thì không bao giờ có thể suy lường bạc được. Cũng vậy, tương tự những cảnh giới khác như là lâm cung thì cũng không thể nào nghĩ bàn, và chúng sanh ngu muội hoặc là giác ngộ cũng không thể nghĩ bàn. Nó ngu truyền kiếp như vậy, nhưng mà khi giác ngộ thì cũng bất khả tư nghị, không ai có thể biết được chuyện gì xảy ra. Chúng sanh chết đời sinh kia vô số, không ai có thể biết được. Trong một cái thời gian, trong một đơn vị sát na thời gian, thì trong một cái tích tắc có vô lượng chúng sanh mất mạng và có vô lượng chúng sanh ra đời. Và cảnh giới của nó, sống đời chết kia con ai cháu ai đặt tên như thế nào và cảm thọ vô lượng chúng sanh không ai có thể biết được. Đây là cái cảnh giới bất khả tư nghị. Và bên cạnh đó, cảnh giới của Phật màu nhiệm không ai có thể thấu hiểu được. Vậy thì làm sao có thể định hình được là tuổi thọ Như Lai trong một kiếp hay hơn một kiếp? Này Xá Lợi Phất, đó gọi là bốn việc không thể nghĩ bàn. Thưa quý vị, lúc đó Xá Lợi Phất mới nói thế này: có bốn sự không thể nghĩ bàn, đó là thế giới chúng sanh lâm cung, Phật diệt độ, thật không thể nghĩ bàn. Nhưng trong một thời gian dài, con suy nghĩ Phật Thích Ca Văn cuối cùng sẽ không trụ một kiếp, con biết rõ như vậy. Lại nữa, chư thiên đến chỗ con báo rằng là Phật Thích Ca Văn ở đời không ở đời lâu dài, khi tuổi ngoài 80. Vậy nay Thế Tôn không bao lâu sẽ nhập Niết Bàn, và nay con không cam nhìn thấy Thế Tôn vào Niết Bàn. Nay con không cam nhìn thấy Thế Tôn vào Niết Bàn, cho nên xin Thế Tôn cho con được vào Niết Bàn. Bởi vì sao? Bởi vì các đệ tử thượng túc của chư Phật quá khứ, hiện tại và tương lai đều nhập Niết Bàn trước Đức Như Lai. Và vị đệ tử cuối cùng sẽ cũng là người nhập Niết Bàn trước khi Thế Tôn Niết Bàn. Đó là truyền thống của chư Phật, những vị đại đệ tử đều nhập Niết Bàn trước.
Và cái vị đệ tử cuối cùng cũng sẽ nhập Niết Bàn trước. Nguyện xin Thế Tôn cho phép con nhập Niết Bàn. Thưa vị, tất cả những điều này Đức Thế Tôn đã gạn đi gạn lại hỏi, và qua đó chúng ta thấy Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời ở trong thánh giáo cũng như là ở trong những cái gì hiện hữu đang diễn ra, nó hết sức là xác đáng với chân lý. Thế Tôn lúc bây giờ mới nói thời gian này đã thích hợp. Cho phép các vị có thể đặt câu hỏi. Dạ, các vị nếu như chưa hiểu chỗ nào, chưa đạt được lý lẽ chỗ nào, chưa thông suốt chỗ nào, các vị nên hỏi. Trong khi chờ đợi các vị, cho chúng tôi nói tiếp như thế này. Sau khi Đức Thế Tôn nói như vậy, thì Tôn giả Xá Lợi Phất liền ngồi ở trước Như Lai chánh chân, chánh ý, buộc niệm ở phía trước. Bắt đầu, ngài đi vào trong sơ thiền, ra khỏi sơ thiền. Ngài đi vào trong nhị thiền, ra khỏi nhị thiền. Đi vào trong tam thiền, ra khỏi tam thiền, vào trong tứ thiền. Ra khỏi tứ thiền, vào trong không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tướng, phi vi tướng xứ. Đi vào trong diệt tận định. Diệt tận định là cảnh giới vô dư niết bàn của A La Hán. Từ trong cảnh giới đó, ngài tự tại đi ra không người gì gọi là phi tướng phi tướng xứ, và dần dần đi xuống tới đâu, tới tứ thiền, đi vào, đi ra xuống tam thiền, đi xuống nhị thiền, đi xuống sơ thiền, và đi vào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và từ tứ thiền ngài đi ra. Thì ngài nói như thế này: này các tỳ kheo, đây gọi là định sư tử phân tấn. Định sư tử phân tấn là một cái loại định mà tất cả những người xuất gia chúng ta nên học hỏi và thọ trì. Bản thân của chúng tôi mỗi ngày sau khi ăn cơm dành độ chừng khoảng 15-20 phút để ở trong tâm tưởng nhớ, cung kính và trải nghiệm những tầng thiền này, học theo cái hạnh của thánh giới, thánh giáo ngày xưa, của bậc thánh ngày xưa. Mỗi ngày xem cái việc đi vào đi ra các cảnh giới thiền định như là bữa ăn. Nếu chúng ta chưa chứng đắc được thì hãy phát tâm cầu cầu sự chứng đắc. Chưa thành tựu được, hãy tìm mọi phương tiện để cho mình thành tựu được. Nếu chúng ta không thành tựu được những điều này thì những cái việc mà chúng ta làm tốt chỉ là gieo duyên phước điền, chưa phải là người biết đường đi. Những điều này rất là quan trọng đó thưa quý vị. Làm sao làm chúng ta nên sống như vậy, và hãy thành tựu như vậy hàng ngày để tâm chúng ta rất an trú. Còn ngoài ra làm việc thì chẳng qua chỉ là cái công cuộc độ sanh, có lúc này lúc nọ nó cũng đầy đủ những cái phàm phu như vậy. Nhưng nếu chúng ta có một sự trải nghiệm này thì chúng ta sẽ có một sự tự tại rất sâu xa ở trong tâm. Tôn giả Xá Lợi Phất đã thành tựu như vậy. Và đây là một bài học, một cái biểu hiện, một cái nhân chứng sống để cho chúng ta thấy được rõ ràng. Đó là giáo pháp của Như Lai đã thành tựu ngài như vậy. Thành ra ngài nói đây là gì? Là định sư tử phân tấn. Và lúc đó các vị tỳ kheo mới khen rằng là Tôn giả Xá Lợi Phất nhập định nhanh chóng như vậy. Và lúc bây giờ Đức Thế Tôn xin lỗi, ngài Xá Lợi Phất đứng dậy đến lễ sát chân Phật, rồi có số đông các tỳ kheo đưa ngài, nhưng mà ngài từ chối tất cả. Và ngài nói rằng là các hiền đi đâu à, và các ngài nói rằng là chúng con muốn được cúng dường Xá Lợi Tôn giả. Và thưa vị, Xá Lợi Phất mới bảo rằng là thôi thôi các hiền, vậy là đã cúng dường rồi, có Sa Di Quân Đầu đi theo ta là đủ rồi. Sa Di Quân Đầu lúc bây giờ mới có mười mấy tuổi thôi. Và chúng ta biết rằng hành trình Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi đã thể hiện sư tử phấn tấn đại định cho Như Lai thấy và chư đại chúng thấy, xong rồi ngài muốn hóa độ quê hương của ngài, muốn hóa độ cái người mẹ tà kiến của ngài, để thực hiện đầy đủ công hạnh của bậc thánh, đó là giải thoát tất cả, và ngài trở về quê hương của ngài. Việc đó như thế nào, Tôn giả Mục Kiền Liên thì như thế nào? Ngày hôm sau, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung này. Rất cảm ơn các vị đã lắng nghe. Kính chúc các vị một ngày một đêm an lành.